Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp trên Biển Đông. Hồi 10 giờ sáng 18 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và mạnh lên thành bão số 4. Đến 10 giờ sáng 19 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, cách Quảng Trị khoảng 110 km về phía đông đông nam, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, tức từ 89 đến 102 km/h, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3 đến 0,5 mét, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, tức từ 89 đến 102 km/h. Sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 đến cấp 7. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc sẽ đón đợt mưa dông diện rộng. Trong khi đó, miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16 tháng 9 đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, có nơi trên 60mm, như La Dạ tại tỉnh Bình Thuận là 62,9mm, Đắc Ru tại tỉnh Đắk Nông là 110,8mm, Lộc Phú tại tỉnh Lâm Đồng là 82,2mm, Cửa Cạn tại tỉnh Kiên Giang là 154,2mm, Mái Dầm tại tỉnh Hậu Giang là 82,2mm, Xuân Hòa tại tỉnh Sóc Trăng là 71,4mm. Dự báo từ ngày 17 đến 19 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong khi đó, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Nhận định xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho hay miền Bắc sẽ đón đợt mưa dông diện rộng từ đêm 20 đến 23 tháng 9. Tại Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 18 đến 21 tháng 9, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Ngoài ra, ngày 19 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20 tháng 9, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.
những món quà đầu tiên đã đến tay đồng bào miền Bắc, nơi vừa trải qua nhiều mất mát sau cơn bão số 3, tức bão Yagi và đợt mưa lũ khủng khiếp. Những thảm họa kinh hoàng không chỉ cướp đi nhà cửa, ruộng vườn mà còn lấy đi sinh mạng và niềm hy vọng của nhiều gia đình. Trước những mất mát to lớn ấy, cả nước đã cùng chung tay hướng về miền Bắc. Từng đoàn xe, từng nhóm tình nguyện vẫn tiếp tục lên đường, mang theo lương thực, thuốc men cho bà con. Nhóm phóng viên của báo Thanh Niên chúng tôi đang cố gắng tiếp cận hiện trường tại thôn Nàng Lũ, nơi đang có rất nhiều người đang mất tích. Báo Thanh Niên cũng không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi đã dõi theo các lực lượng cứu nạn và cứu trợ, liên tục đưa tin và trao đến tận tay người dân những món quà của bạn đọc, góp phần động viên đồng bào trong những ngày tháng đầy đau thương. Không biết làm nào tìm được con nhau rồi. Ông bà này xong cả chú cả thím cả thấy cũng chả thấy đâu nữa, nói chung là nhiều lắm em cũng chả đếm được. Bão số 3 và những trận mưa lũ, sạt lở, sự cố đã khiến hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm ngàn hecta hoa màu chìm trong lũ dữ, trong đó nhiều nhất tại các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng và Yên Bái. Rất nhiều gia đình mất đi người thân và rất nhiều gia đình khác đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Hơn lúc nào hết, đồng bào đang cần cứu trợ khẩn cấp. Sau nhiều ngày kêu gọi, tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, báo Thanh Niên đã quyên góp số tiền gần 12 tỷ đồng với hơn 2.900 lượt đóng góp từ quý bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp trên cả nước. Tại tòa soạn báo Thanh Niên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các văn phòng đại diện có những cô chú lớn tuổi, những người lao động bình dị, họ gom góp từng khoản tiền nhỏ nhặt nhưng vẫn sẵn lòng mang đến chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Những phong thư nhỏ chứa đựng cả tấm lòng, cả sự sẻ chia và một niềm tin ngày bình yên sẽ sớm trở lại. Báo Thanh Niên sẽ viết tiếp hành trình kêu gọi hỗ trợ đồng bào trong chương trình Nối vòng tay ấm. Chương trình của Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, báo Thanh Niên hợp tác cùng quỹ Niềm tin vàng với mục tiêu giúp các em có sách vở để yên tâm đến trường. Còn rất nhiều đồng bào ở nhiều nơi vẫn đang sống trong cảnh cô lập. Nhiều vùng bị tàn phá nặng nề vẫn chưa được tiếp cận. Công cuộc khắc phục hậu quả sau bão lũ của miền Bắc còn rất gian nan. Chúng ta không thể để họ một mình. Với tinh thần tương thân tương ái, báo Thanh Niên kêu gọi độc giả, khán giả, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với những trái tim đồng cảm và chân thành. Hãy cùng đồng hành cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Bắc. Chúng ta cùng tiếp tục nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau.